nay thì các bạn trẻ dường như là được cập nhật rất là nhiều thông tin về ngành nghề, được nhiều chuyên gia tư vấn, nhiều báo đài người ta đưa rất là nhiều thông tin cho các bạn, cho nên là các bạn biết sơ sơ chứ không phải hoàn toàn biết rõ về cái mà mình muốn là gì. Đó là cái điểm đầu tiên. Chính vì vậy cho nên khi mà các bạn đến phỏng vấn ở các công ty thì các bạn có một cái sự tự tin hơn hẳn so với lại thế hệ trước đây. Các bạn biết đặt câu hỏi ngược lại cho nhà tuyển dụng. Thí dụ như các bạn hồi xưa thì là không bao giờ dám hỏi nhà tuyển dụng về cái chuyện là em được cái gì khi em vào làm việc ở đây. Nhưng mà các bạn trẻ sau này thì các bạn giống như là đã được rất nhiều anh chị đi trước hướng dẫn rồi, cho nên các bạn đặt ngay những cái câu hỏi đó: em sẽ được cái gì về đây, em sẽ có một cái quá trình học hỏi phát triển như thế nào, nếu mà em muốn được thăng tiến thì công ty có hỗ trợ đầu tư gì cho em hay không. Đó là các bạn được tiếp xúc với công nghệ khá là lớn, khá là lâu, cho nên là các bạn cũng tìm hiểu về công ty chứ không phải là đến mức là đến mà không biết là công ty đó làm cái gì hoặc là công ty đó có bề dày lịch sử như thế nào, cho nên cũng làm cho chúng tôi khá là sớm á, thì nó giống như là mình cứ đi cứ xách xe chạy vòng ngoài đường mà mình không có biết được là điểm mình cần đến là điểm nào, thì nó sẽ mất thời gian, nó sẽ mất công sức và đôi khi là mình bị lạc đường luôn. Cho nên là nếu từ sớm mà các bạn chọn cho mình một cái nghề nào đó để đeo đuổi, dĩ nhiên là đừng có chọn một nghề duy nhất, có thể là hai tới ba nghề mà nó có một cái nền tảng tương đối gần gần nhau, và các bạn xác định được mục tiêu rồi các bạn lên được một cái kế hoạch để mà chinh phục những cái điểm năng lực của cái nghề đó đòi hỏi, thì như vậy các bạn thứ nhất là đỡ mất thời gian, đỡ tốn công sức, đỡ tốn tiền của gia đình đầu tư cho các bạn. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn xác định mục tiêu rồi á thì các bạn đi, các bạn sẽ tới cái mục tiêu đó nó sẽ nhanh hơn là các bạn không biết là mình muốn cái gì. Cho nên việc chọn ngành, chọn nghề và chọn những cái trường cũng như là chọn những cái nơi để mình học nó khá là quan trọng. Thì cũng rất là khó để đúc kết ra được một cái công thức thành công cho riêng từng người, nhưng mà nếu mà hỏi quan điểm cá nhân của tôi thì nó không phải là con đường duy nhất, nó không phải là con đường duy nhất, bởi vì trong cuộc sống tôi cũng từng chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp là các bạn không học đại học gì cả nhưng mà các bạn tự học rất tốt. Nghĩa là không học đại học, không theo trường lớp bài bản nhưng các bạn tự học rất tốt. Các bạn tham gia những cái khóa học ngắn hạn này, các bạn đến học một cái khóa 1 2 năm gì đó một trường nghề này. Rồi các bạn học suốt trong cái quá trình mà mình đi làm. Các bạn học từ sách vở, tài liệu, các bạn học từ những cái khóa học người ta offer miễn phí ở trên mạng. Các bạn tham gia cộng đồng, các bạn chia sẻ tri thức cho nhau, các bạn đi theo những cái người ăn trước. Các bạn học sếp, học đồng nghiệp xung quanh mình, rồi học cả là xã hội, nó sẽ có những cái tổ chức mà nó cũng giúp cho rất là nhiều doanh nghiệp trẻ hiện giờ được tiếp cận với những cái tri thức quản trị hiện đại. Cho nên là cái quá trình học hỏi nó sẽ không có dừng lại ở cái chỗ là em 18 tuổi em học xong rồi em sẽ ra trường em đi làm hay là em mở công ty là em dừng học, mà nó sẽ là một cái quá trình tiếp diễn, nó diễn ra từ lúc mà mình vài ba tuổi cho tới khi già, tới khi mà mình chết thì thôi.